Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ở ngày hôm nay thì sẽ là một video chia sẻ những cái tip nho nhỏ cho các bạn để các bạn đi du lịch nhá. Vừa rồi thì mình đã đi du lịch ở một vài nước và mình nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn rằng là cả ở trên Insta, cả ở trên Facebook rằng là mình hãy chia sẻ những cái tip kinh nghiệm cần thiết để đi du lịch nước ngoài đi. Thế nên là ngày hôm nay thì mình ngồi lại ở đây để chia sẻ với các bạn 5 tip cần thiết dành cho các bạn khi các bạn đi du lịch nước ngoài nhá. Thực sự thì mình không phải là một người đã có cơ hội đi du lịch quá là nhiều nước, nên là những cái tip này sẽ là những cái tip dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Thực ra là mình mới được đi du lịch khá là ít ấy. Mình mới được đi đầu tiên là Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì mình có đi Thượng Hải và Thường Châu. Rồi mình có đi Nhật này. Ở Nhật thì mình đi khá là nhiều thành phố, có Tokyo, Kyoto, Kobe, Hiroshima và Osaka đấy. Rồi sau đó thì mình đi một vài nước ở trong Đông Nam Á, đó là Thái Lan và Singapore thôi. Thế nhưng mà có một điều khá là đặc biệt, đó là tất cả những chuyến đi du lịch của mình thì đều là đi du lịch tự túc, có nghĩa là mình tự đi chứ không phải là mình đi theo tour ấy. Vì vậy sau những cái chuyến đi của mình thì mình đã rút ra một vài kinh nghiệm để ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Đầu tiên và rất cần thiết và chắc chắn là đi du lịch nước ngoài thì ai cũng phải chuẩn bị rồi, đó là các bạn phải chuẩn bị hộ chiếu và chuẩn bị visa. Hộ chiếu là gì? Hộ chiếu chính là một cái nó gần giống như là chứng minh thư ấy. Nhưng mà khi mà đi du lịch trong nước, khi đi máy bay trong nước thì các bạn chỉ cần mang theo chứng minh thư thôi đúng không? Còn đi nước ngoài thì các bạn cần phải có hộ chiếu. Và cái hộ chiếu này ấy, thì các bạn có thể ra cơ quan công an ở địa phương các bạn, ví dụ như là công an thành phố, công an quận, để các bạn có thể làm được hộ chiếu. Và làm hộ chiếu thì mình nhớ mất thời gian khá là lâu ấy. Các bạn đến làm thì nhanh thôi, nhưng mà các bạn thời gian chờ ấy để có thì khá là lâu. Đâu đó là mất 2 tuần gì đó thì phải. Nên là nếu mà các bạn có kế hoạch đi du lịch ở đâu thì các bạn cần phải làm hộ chiếu từ rất là sớm đi nhá. Hộ chiếu thì mình nhớ là thời hạn của nó rất là lâu ấy. Không nhớ chính xác nhưng mà được, mình sẽ tra xem là nó được bao nhiêu năm nhá. Rồi xong cái khoản hộ chiếu nhá. Khi mà chúng ta có hộ chiếu rồi ấy thì chúng ta đi đến cái nước nào thì chúng ta phải xin visa của nước đó. Khi mà chúng ta đi những cái nước trong khu vực Đông Nam Á ấy, thì không cần xin visa. Thế nhưng mà khi đi những cái nước khác hay là một số nước khác thì chúng ta sẽ phải xin visa của nước đó. Ví dụ như là các bạn đi Nhật này thì các bạn phải tìm hiểu xem là nếu các bạn đi Nhật thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái giấy tờ như thế nào để nộp vào đại sứ quán Nhật để xin visa. Và xin visa thì có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm dịch vụ, có nghĩa là sẽ có những cái công ty dịch vụ ấy, thì chúng ta chỉ cần nộp những cái thông tin cho họ thôi, họ yêu cầu cái gì chúng ta nộp cho họ và sau đó thì họ sẽ giúp mình làm hết những khoản còn lại, đó là nộp cho đại sứ quán hay là những cái thủ tục khác. Còn cách thứ hai đó, chúng ta tự xin visa thì chúng ta sẽ phải tự tìm hiểu những cái mà chúng ta cần, rồi sau đó thì chúng ta sẽ phải tự xếp hàng lấy số ở đại sứ quán rồi tự nộp tất cả những cái giấy tờ đấy. Thì thường thì mình sẽ chọn cách đầu tiên, đó là làm dịch vụ. Làm dịch vụ thì chúng ta sẽ tốn một khoản tiền, thế nhưng mà chúng ta sẽ kiểu rảnh hơn và không, mình thì mình không có thời gian để có thể đi xếp hàng và mình cũng rất là ngại làm những cái vấn đề thủ tục giấy tờ ấy, nên là mình sẽ chọn cách đó là làm dịch vụ. Thế nhưng mà tùy theo các bạn thì các bạn chọn cách nào để cho phù hợp. Và đương nhiên rằng là cái xin visa này thì cũng rất là khó, khá là hên xui. Tùy từng nước thì nó sẽ có những cái yêu cầu khác nhau. Và cái việc làm đó là các bạn hãy tìm hiểu, các bạn lên internet ấy. Bây giờ trên internet cái gì cũng có. Tìm hiểu xem là họ cần những cái giấy tờ chứng minh gì, chứng minh tài chính này, rồi là sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội vân vân. Nói chung là có rất là nhiều. Thì các bạn xem là cái nước mà các bạn muốn đi ấy thì nó yêu cầu những cái gì, rồi các bạn nộp hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ và các bạn nộp hồ sơ để xin visa nhá. Mình nhớ cái lần mà mình đi Nhật ấy thì kiểu nước Nhật là một nước mà xin visa khá là khó mà. Thế nên là đến tận cái giây phút mà mình cầm được cái visa Nhật trong tay thì mình mới kiểu thở phào nhẹ nhõm ấy. Vì là ok, bây giờ mình đã có visa rồi và mình đã có thể được đi đến Nhật rồi. Và mình chỉ sợ là mình sẽ trượt visa thôi, nhưng mà rất là may mắn thì mình đã pass được cái visa đi Nhật. Và chúng ta sẽ bước đến tip thứ hai, đó là các bạn hãy chuẩn bị những cái loại thuốc cơ bản. Ví dụ như khi các bạn đi du lịch nước ngoài một khoảng thời gian lâu thì thường là các bạn hãy mang theo những cái thuốc, ví dụ như là thuốc giảm đau này, thuốc cảm cúm này, thuốc hạ sốt này, thuốc ho nữa, bởi vì đấy là những cái bệnh mà
khi mà các bạn đến nước ngoài ấy, thì nó sẽ có những cái sự thay đổi về thời tiết, thay đổi về múi giờ. Vì vậy các bạn rất là dễ mắc những cái bệnh lặt vặt như thế. Và ở nước ngoài thì mua thuốc rất là khó. Vì vậy là hãy chuẩn bị, hãy mang theo một vài những cái loại thuốc đơn giản. À, cả thuốc đau bụng nữa, thuốc Beclin ấy. Bởi vì đấy là những cái loại thuốc rất là cần thiết. Sang đấy xong rồi là các bạn sẽ không biết mua ở đâu ấy. Và khi mà mua thuốc ở nước ngoài thì thường là nó còn khó nữa, các bạn cần phải có đơn thuốc thì các bạn mới có thể mua được thuốc, và nó rất là nhiều vấn đề lằng nhằng, nên là hãy nhớ là mang theo những cái loại thuốc cơ bản đi nhá. Thứ ba đó là các bạn hãy tìm hiểu trước ở nhà về những cái địa điểm du lịch và hãy lên lịch trình cho nó. Khi mà các bạn đi theo tour thì các bạn đã có người ta làm hết cho các bạn rồi, lịch trình như nào đã có người làm hết rồi. Thế nhưng khi mà các bạn tự đi thì các bạn phải tự làm tất cả, và các bạn phải tìm hiểu trước xem là ngày hôm nay đến thành phố này thì các bạn muốn đi đâu, sắp xếp cho cái lịch trình hợp lý, đi như thế nào. Chúng ta sẽ chọn phương tiện là đi tàu điện ngầm hay là đi taxi. Thường thì khi mà mình đi nước ngoài thì chủ yếu là mình sẽ di chuyển bằng phương tiện công cộng, bởi vì là mình không có quá nhiều tiền. Đi taxi ở nước ngoài thì rất là đắt và mình không thể có đủ tiền để chi trả. Thế nên là mình sẽ phải lên lịch trình rất là kỹ trước và sau đó thì mình đi thôi. Và còn có thể dễ bị lạc nữa và rất là nhiều vấn đề. Vì vậy là chúng ta phải lên lịch trình một cách rõ ràng trước để chúng ta sẽ không gặp phải những cái vấn đề như là chúng ta đến sai địa điểm này, chúng ta bị lạc đường này, rồi vân vân, có rất là nhiều vấn đề và lúc đó thì chúng ta không biết kêu cứu ai được ấy. Thứ tư đó chính là chúng ta hãy luôn luôn mang theo mình sạc dự phòng và cục phát wifi. Khi mà chúng ta đi du lịch ấy thì chúng ta không biết một cái gì đúng không? Nên là cái người bạn duy nhất của chúng ta đó chính là chiếc điện thoại di động. Và trong cái chiếc điện thoại này nó sẽ có tất cả mọi thứ. Sẽ có đường, sẽ có địa điểm du lịch, sẽ có địa chỉ đồ ăn, sẽ có tất cả mọi thứ cho các bạn. Bởi vì là các bạn đều tra nó trên internet đúng không? Thế nhưng mà khi mà nó hết pin thì thôi xong, không có điện thoại thì sẽ không biết đi đâu và không biết làm gì luôn. Và khi mà mình đi du lịch ấy thì mình thường là mình sẽ mua cái sim. Xuống sân bay thì mình sẽ ra cái quầy bán sim của họ thì mình sẽ mua cái sim 4G. Cái sim đó thì các bạn sẽ dùng dung lượng, nó sẽ có giới hạn. Vì vậy là thường thì để cho chắc chắn và để yên tâm thì chắc chắn là mình sẽ phải mang theo một cục phát wifi. Thì trên tay mình đây chính là cục phát wifi của Wi-Fi. Trời ơi, em này cực kỳ cần thiết luôn, bởi vì là mình đi đâu mình cũng phải mang theo nó. Cái này ấy thì giá thành của nó khá là đắt, vì vậy là mình sẽ không thể mua nó được. Bởi vì là mua hẳn về xong rồi khi mà chúng ta đến mỗi nước khác nhau ấy thì chúng ta sẽ phải set up và cài đặt. Mình không biết cái cài đặt như nào nhưng nó cũng rất là khó. Và khi đến mỗi địa điểm khác nhau thì chúng ta lại phải cài đặt lại, lại phải kiểu thay sim hay cái gì đó mình không biết. Thế nhưng mà nên là mình chọn một cách đơn giản nhất, đó là mình sẽ thuê cái cục phát wifi này. Có nghĩa là trước khi đi du lịch ở đâu thì mình sẽ liên hệ với bên wifi này và mình thuê cái cục phát wifi của họ. Mình bảo với họ là mình đi từ ngày này đến ngày này đến cái đất nước này, thì họ sẽ set up cho mình để khi mà đến đất nước đấy thì mình sẽ truy cập được vào wifi nhờ cái cục phát wifi này. Cục phát wifi này thì ở đây chúng ta có tên này, đó, có tên và mật khẩu của cái cục phát wifi này, và chúng ta cứ thế là vào thôi, rất là tiện lợi. Và nếu như đi đâu ấy mà chúng ta không có wifi thì chúng ta sẽ chịu chết luôn. Vì vậy cục phát wifi và sạc dự phòng là những thứ bắt buộc mình phải có và mình phải mang theo khi đi du lịch nước ngoài. Tip thứ 5 dành cho các bạn đó là chúng ta hãy đặt phòng khách sạn online trước và chúng ta mua tất cả những cái loại vé online nếu có thể. Khi mà chúng ta đặt phòng khách sạn online, có những cái app ấy, chúng ta có rất là nhiều app để đặt phòng khách sạn đúng không? Thì chúng ta sẽ được một cái mức giá rẻ hơn rất là nhiều. Và chúng ta đặt trước thì chúng ta sẽ không lo là khi chúng ta đi đến cái địa điểm khách sạn đấy thì chúng ta bị hết phòng ấy. Và thường là khi đi du lịch nước ngoài mình sẽ phải đặt phòng hết trước. Mình sẽ xem là ở cái địa điểm đấy mức giá như nào là phù hợp với mình, như nào là gần cái địa điểm mà mình muốn đi chơi, và mình sẽ đặt phòng và mình sẽ thanh toán online luôn. Thêm nữa là các loại vé ví dụ như là vé tàu này, rồi là vé vào những cái khu vui chơi này thì chúng ta đều có thể đặt online được hết. Và mình khuyên các bạn là các bạn nên đặt online. Ví dụ khi mà mình đi Nhật ấy thì vì là mình đi tận 5 thành phố ở Nhật và mình sẽ phải di chuyển bằng cái tàu Shinkansen, và cái vé tàu Shinkansen ấy thì nó cực kỳ đắt các bạn ạ. Và vì mình di chuyển nhiều đến như thế nên là mình đã mua một cái thẻ gọi là thẻ JR Pass. Cái thẻ đấy ấy, thì chỉ dành cho khách du lịch thôi, chỉ khách du lịch mới được mua nhá, và đặt online trước.
rẻ hơn được kiểu 5 lần ấy, so với việc là mình không mua cái thẻ đấy ấy. Mua cái thẻ đấy thì trong vòng 7 ngày đấy mình có thể được đi tàu free hết, chỉ cần giơ cái thẻ đấy ra thôi. Và rất là sướng đúng không? Thêm nữa đó là khi mà mình đến Osaka ấy, thì mình có mua vé vào Thủy Cung ở Osaka này, rồi vé vào Universal ở Osaka. Mình đều mua vé online hết. Và đến đó thì mình không cần phải xếp hàng để mua vé, mà mình chỉ cần giơ cái mã ở điện thoại thôi và tít một cái, thế là mình được vào. Sự thì bây giờ mình không thể kể hết được các bạn là những cái vé gì mình đã mua online thì, nhưng mà hầu như là mình đã mua online hết. Vậy nên là khi mà các bạn chuẩn bị đi đâu ấy thì hãy tìm hiểu thật kỹ xem là những cái địa điểm các bạn định đi, rồi những cái loại vé nào các bạn có thể mua online thì các bạn hãy mua online nhá. Thậm chí là có những cái vé bạn mua online từ trước ấy, nó còn ship về tận Việt Nam cho bạn, ship về tận nơi cho bạn cơ, và nó cực kỳ tiện lợi luôn. Tip thứ 6 mà mình muốn dành đến cho các bạn đó chính là các bạn mua vé máy bay ấy, thì các bạn hãy mua cân nặng nó tăng lên một chút. Kiểu ví dụ là các bạn dự định là khi các bạn đi về các bạn mua 30 cân thôi, thì các bạn hãy mua nhiều hơn so với dự định của các bạn, tại vì là chắc chắn các bạn sẽ dùng đến. Hãy mua gấp rưỡi, thì mua khoảng 40-50 cân đi, bởi vì là khi mà mình đi du lịch ấy thì mình không thể kiểm soát được cái sự shopping, cái sự mua sắm của mình. Và lúc về ấy thì mình sẽ phải mang rất là nhiều đồ về. Và cái việc mà các bạn bị quá cân ấy khi mà bay từ nước ngoài ấy thì các bạn sẽ bị phạt rất là đắt luôn. Nó sẽ bị phạt tăng lên gấp tận 20 lần so với cái giá trị mà nếu như các bạn mua từ trước ấy. Thực sự là đây là một cái trải nghiệm rất là đau đớn của mình, cái chuyến đi du lịch Nhật của mình ấy. Thì khi mà mình về thì mình bị quá cân. Ok, và mình đã phải trả một số tiền nó phải gấp đến 20 lần so với cái số tiền mà mình nếu như mình đã mua cân từ trước ấy, mình nếu mà mua từ trước thì mình sẽ chỉ mất tầm 200 nghìn thôi. Thế nhưng mà vì lúc đó mình bị quá cân nên mình đã phải trả một số tiền lên đến khoảng 4 triệu, 5 triệu. Và mình không biết diễn tả như nào, nhưng mà rất là xót tiền, rất là xót ruột luôn. Tại vì là mình nhớ cái lúc đó ấy, là khi mà mình ra sân bay là mình đã tiêu hết sạch tiền rồi, tiêu hết sạch Yên Nhật rồi, và mình chỉ còn cái thẻ của mình là thẻ Visa rồi thẻ American Express là có thể quẹt thẻ mà sử dụng ở nước ngoài được. Còn tiền mặt, tiền Yên là mình đã tiêu hết sạch tính xanh. Và lúc đó thì khi mà mình bị phạt, mình phải nộp thêm tiền vì cái cân của mình quá ấy, thì mình định quẹt thẻ. Thế nhưng mà cái bạn tiếp viên đó nói với mình là bây giờ bạn không thể quẹt thẻ mà bạn phải nộp tiền mặt. Và thực sự lúc đó mình hoang mang và mình không biết làm cách nào cả. Thế là mình phải chạy đi ra cái sân bay, chạy vòng quanh sân bay để tìm cái chỗ đổi tiền để có thể ra để nộp tiền ấy. Và lúc đấy rất là sợ, rất là hoang mang, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Và mình kiểu cái sân bay thì nó rộng ấy, rất là rộng luôn, nó không bé như sân bay Việt Nam đâu. Sân bay ở Nhật nó rộng một cách kinh khủng. Sau đó là ơn giời thì mình cũng đi đổi được tiền, sau đó mình nộp tiền và kiểu cảm giác rất là xót ruột ấy. Và kéo theo đó là mình vừa bực mình này, vừa tốn tiền này, rồi là vừa tốn thời gian nữa. Tại vì hôm đó thì mình định là mình sẽ đi sớm để mình ra cái vào trong khu vực sân bay thì sẽ có những cái quầy, những quầy duty free, quầy mà miễn thuế ấy, thì chúng ta sẽ mua được mỹ phẩm, quần áo và rất nhiều đồ rẻ hơn. Thế nhưng mà vì là mình bị chậm ở cái khâu thủ tục, mình bị quá cân rồi, mình bị gặp rất là nhiều vấn đề đấy như vậy, nên là mình đã bị ra vào trong sân bay muộn và mình không thể mua được những cái đồ mình thích. Thế như vậy là video ngày hôm nay của mình đến đây là hết nhá. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu thấy video của mình hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và đừng quên là hãy kết nối với mình qua Facebook của mình, Trần Minh Phương Thảo, và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào!